Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 83. Quý vị nhớ trong cái cuộc đời này, khi chúng ta sống và rất may mắn gặp được Phật Pháp, như bản thân những đức mà nhận thức rằng là không có việc gì quan trọng bằng việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị nhớ là tất cả cái buồn khổ gì trong cuộc đời này càng đến với mình nhiều chừng nào thì mình càng có tâm giảng sanh cực lạc nhiều chừng nấy. Và nhắc mình rằng tất cả những thứ ở cõi đời này chúng ta có thể buông, nhưng chỉ có một câu vật hiệu không bao giờ buông. Nhớ kỹ, tất cả những thứ trong cuộc đời này chúng ta đều có thể hiểu được là duyên hợp duyên tan, đều có thể buông được. Nhưng chỉ đúng một câu Phật hiệu không nên buông. Vì nếu buông câu Phật hiệu thì không giải quyết được vấn đề sinh tử. Mà không giải quyết được vấn đề sinh tử thì chúng ta cứ mãi mãi trong cái cõi đời này hoài. Nên thế giới cực lạc mà Bậc Đại Bồ Tát còn phát nguyện về, không chỉ chúng ta. Quý vị nghe công đoạn nè. Đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền điều niệm Phật. Trong kinh Quán Phật Tam Muội, Ngài Bồ Tát Văn Thù nói kể rằng: nguyện tôi khi mạng chung, diệt hết các chướng ngại, đối diện Phật Di Đà, xin về nước cực lạc. Đây là bài kệ của Ngài Văn Thù. Đại Bồ Tát Văn Thù còn phát nguyện là: nguyện tôi khi mạng chung, thì giống như đại diện cho tất cả chúng ta. Chúng ta cũng là: nguyện tôi khi mạng chung, diệt hết các chướng ngại. Muốn diệt hết các chướng ngại thì phải làm sao? Cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc làm chính nhất. Nhớ kỹ, tất cả những việc trong cuộc đời này duyên hợp duyên tan, chúng ta có thể hiểu được là hợp thì chúng ta hết lòng hết dạ, tan thì buông xuống. Thì nhất định gầy dựng tín nguyện thì chắc chắn là cuối đời là diệt hết các chướng ngại. Cái chướng ngại là ngay chỗ bám giữ buộc ràng cái cõi đời này, từ danh lợi, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh. Đó là những thứ chướng ngại mà con người tu đạo chúng ta khó giải thoát. Muốn diệt hết các chướng ngại thì phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ cao, nên gọi là đối diện Phật Di Đà, xin về nước cực lạc. Ngài Văn Thù Ngài còn phát nguyện như vậy. Đây là trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Hoa Nghiêm, Ngài Bồ Tát Phổ Hiền nói kệ: nguyện cho tôi khi sắp lâm chung, trừ sạch tất cả các chướng ngại, mắt thấy rõ Đức Phật Di Đà, tức được xin về nước cực lạc. Đại Văn Thù Bồ Tát, Đại Phổ Hiền Bồ Tát còn phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Ta là ai? Ta là ai mà không phát nguyện sanh cực lạc?
ghi nhớ. Chúng ta trong cõi này chúng ta có được cái gì thì cuối cùng cũng là mấy chục năm ngắn ngủi đi qua. Nhưng Đức nói rằng là có những người mình dù sống tới 100 tuổi mình cũng sống những ngày tháng không có ý nghĩa gì. Mình sống một ngày niệm Phật để cầu sanh cực lạc còn ý nghĩa hơn nhiều. Nên người niệm Phật phải nhớ kỹ điều này. Gặp Phật Pháp, một phương hướng giải thoát là chỗ cực kỳ quan trọng. Đối với cái danh cái lợi trong cuộc đời như phù du ảo ảnh, nay tai mình, ngày mai tai người khác. Có những người người ta nghe người ta sẽ không tin, nhưng thời gian từ từ vì sẽ thấy trong cái cõi đời này cái gì cũng có thể thay đổi. Người ta có thể nói thương mình và người ta cũng có thể nói ghét mình. Và người ta hôm nay nói ghét mình, ngày mai người ta đổi lại, người ta nói thương mình. Nên việc này, một người không có tu hành gì bao nhiêu, chỉ cần trải nghiệm trong cuộc đời này cũng nhận thức được. Nhưng mà muốn đi vào sâu sắc thì phải nương tựa Phật Pháp. Nương tựa Phật Pháp mới đi vào sâu sắc. Nếu như mỗi một con người mà nhìn nhận được cái cõi đời khổ đau này, nói không thể nào hết, thì quý vị sẽ phát nguyện sanh cực lạc. Chắc chắn quý vị sẽ phát nguyện sanh cực lạc. Cái tâm phát nguyện sanh cực lạc quý vị sẽ cực kỳ mạnh. Vì sao? Vì không sanh cực lạc thì khổ đau triền miên không dứt. Nhớ kỹ, không sanh cực lạc thì khổ đau triền miên không dứt. Lục đạo luân hồi này dù có vui gì cũng vui được bao lâu, chỉ có cực lạc Tây Phương mới là chỗ tồn tại nhất. Thời gian những đức chia sẻ Phật Pháp, biết bao nhiêu bài chia sẻ Phật Pháp mà nói, hình như hơn 7.000 buổi giảng, nhiều như vậy. Nếu để cho Phật tử để tham khảo thì quá đầy đủ rồi. Nên mỗi một con người chúng ta lúc bình thường chúng ta cũng gầy dựng tín nguyện, lúc gặp vấn đề chúng ta cũng gầy dựng tín nguyện, lúc bình thường chúng ta cũng phát nguyện cầu sanh cực lạc, lúc gặp sự cố chúng ta cũng phát nguyện sanh cực lạc. Vì sao? Vì không phát nguyện sanh cực lạc, vì ở cõi này mấy mươi năm trong cuộc đời, quý vị thấy đa phần chướng nhiều hơn thuận. Chỉ có cái quốc độ cực lạc mới là toàn thuận. Ở đây đa phần chướng. Nên mỗi người mình càng trong cái chướng chừng nào thì càng muốn sanh cực lạc nhiều chừng này. Ai như thế nào mặc kệ người ta, mình cứ gây dựng tín nguyện sanh cực lạc. Nhưng Đức nói rằng mỗi gia đình có ngôi tam bảo, có từ khóa tu niệm Phật, đây là chỗ đặc biệt nhất, quan trọng nhất mà quý vị phải gây dựng để hướng về thế giới Tây Phương cực lạc. Đây là quan trọng nhất. Nếu như mỗi ngày không nhận thức được cái cõi đời này vô thường, thả trôi thả nổi để cho hết một đời thì uổng quá. Nên mỗi một người nhớ câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nếu như bản thân mình bỏ Phật Pháp là mình gán chịu, hoàn cảnh có thể thay đổi, lúc giàu, lúc nghèo, lúc đẹp, lúc xấu có thể thay đổi, tình người có thể thay đổi, nhưng cái việc niệm Phật giảng sanh quý vị đừng thay đổi. Dù quý vị ở bất cứ nơi nào quý vị cũng phải niệm Phật giảng sanh. Pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin quý vị. Người tu pháp môn tịnh độ mà nếu như ai cũng giữ hoài cả đời thì con đường thành tựu giảng sanh đa phần vạn người niệm Phật vạn người giảng sanh rồi. Nhưng chúng ta thường bị cái bệnh là mình niệm Phật nhưng mình bỏ cuộc, gọi là pháp khó tin. Tin rồi lại bỏ, bỏ rồi lại tin,
tin rồi lại bỏ. Có nghĩa là con đường này mình không tiếp nối để đi xuyên suốt. Có khi vì cái danh cái lợi trong cuộc đời này mà chúng ta bám vào nó và chúng ta dính vào nó, chúng ta lại buông cái việc niệm Phật sanh cực lạc. Trong khi niệm Phật sanh cực lạc là quan trọng nhất, không có gì quan trọng bằng. Nếu như quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù quý vị ở bất cứ nơi nào quý vị cũng bình an. Vì sao? Vì mục tiêu quý vị là ở đâu? Thế giới cực lạc. Mục tiêu quý vị là ở thế giới cực lạc, không phải ở cõi này. Đã mục tiêu là ở thế giới cực lạc thì chắc chắn rằng quý vị sẽ sống ở nơi nào cũng bình an. Chỉ cần gây dựng tín nguyện niệm Phật thì hình tướng nào cũng niệm Phật, hình tướng nào cũng giảng sanh. Là một người cư sĩ, gây dựng tín nguyện niệm Phật cũng giảng sanh. Nên tất cả hàng cư sĩ gặp được pháp môn niệm Phật, gây dựng được tín nguyện niệm Phật tại gia đình mình có ngôi Tam Bảo là điều cực kỳ quan trọng. Tại gia đình mình có ngôi Tam Bảo là việc cực kỳ quan trọng. Càng về sau quý vị sẽ thấy những gì những đức chia sẻ, quý vị sẽ biết, quý vị sẽ thấy tại gia đình quý vị tại sao lại có một ông thầy, ông đặt tượng Phật rất nhiều như vậy và tặng tượng Phật cho Phật tử để thờ tại gia, hướng dẫn Phật tử phương pháp tu tại gia. Ông lại nói rằng quý vị thờ ngôi Tam Bảo trong gia đình càng về sau quý vị sẽ thấy cực kỳ quan trọng. Quý vị sau này quý vị sẽ biết. Có khi sau này quý vị cũng không biết đi đến đâu, không biết nương tựa vào chỗ nào. Nên như Đức nói, nương tựa vào A Di Đà Phật. Khi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không học với thầy Lý Bính Nam, thì thầy Lý Bính Nam đưa trong thời gian 5 năm, 5 năm xong Hòa Thượng Tịnh Không xin thêm được 5 năm. Thầy Lý Bính Nam ngày nói rằng khi tôi dạy ông xong tôi sẽ giới thiệu ông một vị thầy, đó là đưa sách của Ấn Tổ. Tới đời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài giới thiệu chúng ta một vị thầy, mà vị thầy đó là Đức Thích Ca Mâu Ni cũng giới thiệu luôn, đó là A Di Đà Phật. Tới đời của những đức cũng là hướng quý vị mục tiêu là ai? Đức Phật A Di Đà. Những đức cũng hướng đến Đức Phật A Di Đà, quý vị cũng hướng đến Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cùng quy y Đức Phật A Di Đà, dù cho vật đổi sao giờ có như thế nào, chúng ta cũng hướng đến Phật A Di Đà. Cứ gầy dựng ngay chủ niệm A Di Đà Phật. Quý vị đừng lo rằng một câu A Di Đà Phật niệm quý vị sẽ không hiểu, một câu Phật hiệu này quý vị chăng thật niệm sẽ hiểu hết. Một câu Phật hiệu này quý vị chăng thật niệm quý vị sẽ nhìn thấu buông xuống rất nhiều thứ. Trong cuộc đời này như thế nào quý vị dặn bình thản, cực kỳ bình thản. Chỉ cần quý vị gây dựng được tín nguyện niệm Phật, quý vị cực kỳ bình thản, không có một cái gì quý vị sợ hãi hết. Vì sao? Quý vị coi gì cái mạng con người chúng ta, sống nay có chừng ngày mai mình chết, không chi mà mình còn lo sợ cái gì trong cuộc đời này. Có những cái bám giữ trong cuộc đời chúng ta có cố gắng giữ giữ cũng không được, cố gắng bám bám cũng không được. Nên mới nói rằng duyên hợp thì duyên tác. Trong cuộc đời này cái khổ nhất là không hiểu đạo, không tin nhân quả, nên mới chia lìa khổ. Nếu như tin sâu nhân quả thì giống như mặt trời mọc hướng đông lặn về tây. Chúng ta có thể hẹn nhau gặp ở hướng đông, rồi chúng ta lại chia tay nhau ở hướng đông, hẹn nhau gặp ở hướng Tây. Hẹn gặp ở hướng Tây xong chúng ta lại về hướng Tây, chúng ta lại hẹn trở lại phương Đông, phương Nam, phương Bắc. Chúng ta lại hẹn đi đến nơi đó để cùng làm việc gì đó tốt đẹp trong cuộc đời. Cuộc đời của người không phải là chúng ta thì gặp nhau rồi xa nhau rồi không còn gặp nữa đâu quý vị. Lúc đảo luân hồi vẫn gặp. Nhưng nếu như chúng ta hẹn gặp ở cực lạc thì hay quá. Chỉ khi mình hẹn gặp ở cực lạc thì đây mới là điểm đặc sắc
chúng ta đều vô cùng tỉnh táo sáng suốt. Hẹn gặp ở cực lạc mới là chỗ tuyệt vời nhất. Nên gầy dựng tín nguyện niệm Phật sanh cực lạc là chỗ quan trọng nhất. Tất cả việc trong cuộc đời này có thể buông hết, dù việc thiện gì cũng có thể buông. Danh lợi thì khỏi nói, thiện gì cũng có thể buông. Chỉ có một cái thiện niệm Phật cầu sanh cực lạc là không buông. Việc này không ai cấm cản quý vị được hết. Chính quý vị là người chân thật phát tâm, không ai cấm cản được quý vị hết. Giống hòa thượng hay ngày niệm Phật, ngày gặp bao nhiêu sự trở ngại, trở ngại đến mức bắt người xuất gia đi hoàn tục. Ngài ở trong đội sản xuất cùng với cư sĩ làm việc thì ngài giảng niệm Phật, chăn châu ngài giảng niệm Phật, giữ dịch ngài giảng niệm Phật. Cái tâm tín nguyện niệm Phật của ngài cực kỳ cao như vậy. Đại lão hòa thượng Tịnh Không từng giảng thiết nói một câu rằng: năm xưa cái thời của đại lão hòa thượng mà ngài còn khó khăn cỡ nào. Học giảng kinh thuyết pháp, đi giảng kinh thuyết pháp đi đến nơi nào cũng không ai chứ. Đến chùa cho ngủ được một đêm mờ đi. Từ nơi đó vất vả vô cùng. Đại lão hòa thượng Tịnh Không từng nói gì vậy? Một câu ngài giảng rằng: đời của tôi còn trở ngại khó khăn nhiều như vậy, đời của tất cả quý vị càng về sau này tu hành khó khăn trùng trùng. Nếu quý vị là người chân thật muốn tu giải thoát thì trở ngại đến quý vị trùng trùng. Tôi một lần, quý vị 10 lần, khả năng quý vị phải có khả năng hơn tôi 10 lần mới chịu nổi sự khó khăn trùng trùng đó. Quý vị phải nhớ, thời gian chúng ta được hướng đạo, đem Phật pháp giới thiệu, đây là điều trong cuộc đời đi tu rất ý nghĩa, nhất là đem pháp môn niệm Phật giới thiệu. Nên những đức khuyên hàng cư sĩ khắp nơi nơi phát động chương trình dẫn người đi niệm Phật, dẫn người đi đến đây chỉ dạy họ thỉnh tự Phật, đem về nhà có ngôi tam bảo, có từ khóa tu, mỗi ngày nghe pháp niệm Phật. Sống trong hoàn cảnh giàu nghèo đẹp xấu gì cũng niệm Phật. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng, quá quan trọng. Cuộc đời như đức đặt tượng Phật không biết bao nhiêu tượng mà nói, cực kỳ nhiều. Thích làm tượng Phật cúng dường cho quý vị, thích làm máy niệm Phật rải khắp nơi nơi kết duyên. Tiếng niệm Phật những đức bây giờ khắp nơi nơi tràn lan đại hải, chỗ nào cũng có. Cuộc đời đến cõi này gặp Phật pháp, gặp pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc, đây cũng là điều quá quý quý vị, quá quý quá mừng, thật sự quá quý quá mừng. Nên mỗi một người gặp pháp môn niệm Phật phải cố gắng gầy dựng tín nguyện. Các anh em trong chùa phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Chúng ta đi tu mục tiêu là cầu giải thoát, còn những việc khác tùy duyên. Mục tiêu là cầu giải thoát, tất cả việc khác tùy duyên. Tất cả gì cũng có thể buông được, chỉ có niệm Phật không buông. Đại chúng trong chùa, các cụ trong chùa cũng vậy. Chúng ta có thể buông sạch sành sanh, chỉ có một câu Phật hiệu không buông. Câu Phật hiệu phải nắm chắc. Buông câu Phật hiệu là mất tất cả. Buông câu Phật hiệu là chúng ta đi đến cõi đời này vô nghĩa, chúng ta sẽ mất tất cả, không được gì hết. Chỉ có nắm chắc câu Phật hiệu, cầu sanh cực lạc thì có tất cả. Nhớ nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, an giới đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.